Việt Nam 16/05 rút ngắn. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UVND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực thành phố Nha Trang có hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang. Trong thời gian qua, một số báo có bài viết phản ánh tình trạng nhiều dự án đầu tư xây dựng san lấp lấn biển, ảnh hưởng cảnh quan vịnh Nha Trang. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và nghiêm trọng, nhưng việc xử lý vi phạm chưa triệt để nên các công trình vi phạm vẫn tồn tại. Reuters trên về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1 tháng 5 năm 2018. Hiện, quanh vịnh Nha Trang có một số dự án lấn biển sau: dự án Tram The Ma Resort và Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, do ông Nguyễn Đức Trì, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu du lịch Tram The Ma, là chủ đầu tư. Dự án này mới đây đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 105 triệu đồng vì lấn biển trái phép. 1,72. Dự án lấn biển thứ hai là dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao, phường Vinh Thọ, thành phố Nha Trang, do công ty cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư. Một dự án lấn biển ở Nha Trang. Dự án bị phạt 200 triệu đồng vì lấn vịnh Nha Trang trái phép. 2,32. UVND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ điều chỉnh phương án quy hoạch kiến trúc phần diện tích lấn biển. Dự án lấn biển thứ ba là dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, phường Vinh Hòa. Dự án do công ty TNSS sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 14,175 ha, trong đó gồm 2,75 ha đất, 11,3 ha mặt nước liền kề, còn lại là bãi biển và bãi đá. Tổng mức đầu tư dự án là 56 tỷ đồng. Theo phản ánh, dự án này đang ồ ạt đổ đất đá lấn chiếm trái phép vịnh Nha Trang. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang kiểm tra, bước đầu xác định có sai phạm. Dự án lấn biển thứ 4 là dự án công viên bến du thuyền, phường Vĩnh Hòa. Dự án này do công ty cổ phần thương mại và du lịch Trọng Điểm làm chủ đầu tư. Công viên này có diện tích 89,3 ha, trong đó 86 ha mặt nước, với 3 khu vực chức năng, gồm khu biệt thự cao cấp diện tích 1,2 ha, khu dịch vụ diện tích 2,1 ha với gành đá, bãi sạn lấn biển, khu bến du thuyền, khu y diện tích 86 ha. Tổng vốn thực hiện dự án này là 388 tỷ đồng. Dự án lấn biển thứ 5 là dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch và thể thao Hồ Tiên, phường Vĩnh Hòa, ôm trọn bãi Tiên. Dự án này có diện tích 42.470m2 với nhiều hạng mục như 19 bungalow, 1 CLB thể thao lặn biển, leo núi, nhà hàng, nhà chung tâm, với tổng mức đầu tư 84,5 tỷ đồng. Nguồn BLX.